Xin thưa các vị, khi tôi mất cha rồi, tôi mới hiểu cái nỗi lòng của mình cảm nhận về cha sâu sắc hơn. Và chúng ta cảm thấy rằng một sự thiêng liêng ẩn tàng nào đó mà đôi khi cha mình còn mình không cảm nhận được hết. Mặc dầu mình không thiếu bổn phận nhưng mà không cảm nhận hết được điều này. 3 năm qua đối với một thời gian là cũng không phải là ngắn, nhưng mà với khoảng thời gian đó chưa đủ để chúng ta nguôi ngoai những ký ức của mình về tình cảm thiêng liêng này. Ngày xưa tôi đi những đám tang, tôi hay khuyên các vị, những người Phật tử, những người thân chủ về cha về mẹ. Tôi thấy người ta buồn khóc, đôi khi tôi khuyên, tôi nói đời vô thường, sanh tử này kia, cũng đem Phật lý ra để mình lý giải họ. Nhưng khi đến mình, bản thân mình gặp phải, mình lúc đó mới lấy lý giải của Phật Pháp cho mình thế nào. Và lúc đó tôi mới hiểu rằng khi mình mất cha, mình mới cảm thấy cái gì đó nó hằn sâu trong lòng, nó đau đớn và nó khổ tâm ghê gớm. Cho nên có những khi hôm nay tôi khuyên không mang tính cách mạnh như ngày xưa nữa, mà mang tính cách vừa xoa dịu vừa an ủi. Bởi vì đích thân tôi gặp phải, tôi mới cảm nhận được điều đó. Cho nên qua những cái sự kiện này, ai cũng vậy, trong riêng về tôi, bắt đầu chúng ta mới chấp giá lại, góp nhặt lại những ký ức về cha, về người thân của mình. Lúc đó chúng ta tìm từng mảnh trong ký ức là hồi xưa chúng ta nhỏ như thế nào, lớn thế nào, cái cha hồi còn sống thế nào, những biểu hiện gì, thương ghét, vui buồn. Lúc đó chúng ta không mang cái nghĩa để mà phân bua kết tội hay là phải trái hơn thua, mà chúng ta chạy đi tìm, tìm lại những ký ức đó. Chúng ta chấp giá lại thành những mảnh giá như một chiếc áo rách mà chúng ta giá nhiều lỗ vậy đó. Nhưng mà chúng ta rất là quý các vị. Lúc đó một cái gì mà được ẩn hiện trong ta về một kỷ niệm về cha, chúng ta cảm thấy như một cục vàng chúng ta kiếm được. Và chúng ta mới để một cái góc đó để chúng ta suy tư. Và tất cả những hình ảnh cao thấp thế nào, đắng cay bùi ngọt thế nào, rồi lúc đó nó cũng hiện về trong ta mà chúng ta quý lắm. Xin thưa các vị, ngày xưa khi mà cha còn sanh tiền, cha tôi rất thích ăn đậu móng chim. Bây giờ thật ra tôi chả có thích cái loại đậu này. Nhưng mà sau khi làm lễ tang xong, xong những bổn phận của cái việc tuần tự rồi, tôi trở về Ấn Độ du học. Thì ngày hôm đó khi tôi ra chợ thì hàng ngày á, người Ấn Độ vẫn bán đậu này. Nhưng mà thật ra chút trước tôi làm ngơ, nhưng mà bây giờ hôm nay tôi ra tôi nhìn những loại đậu này, tôi đến mua ngay. Mặc dù tôi chẳng thích ăn, nhưng tôi nhìn ngay loại đậu, tôi nhớ ngay đến là ngày xưa cha tôi còn sống, tức là thầy tôi đó, là hay còn đi thích những cái này. Tôi nghĩ không phải nó ngon đâu, nhưng mà nó là một loại dễ trồng. Và cuộc sống nghèo khổ và vất vả đã làm cho người cha ham thích những cái gì đơn giản nhất, chỉ vậy thôi. Và ngày hôm đó tôi về, tôi lặt từng trái đậu móng chim mà cảm thấy rằng bùi ngùi, cay mắt, xót mũi. Đó là những cái kỷ niệm, ký ức mà mình không bao giờ quên được. Hôm đó ăn trái đậu không mang nghĩa là thèm ăn, mà thèm những kỷ niệm, muốn ôm lại một cái điều gì đó để xem ngày xưa cha mình từng thích những cái này. Nó là những cái như vậy. Nhưng mà ngày xưa nếu cha còn sống, tôi không cảm nhận được cái đó. Cũng như những cái mà tôi không bao giờ quên được trong đời về kỷ niệm của người cha, đó là cái ngày sau khi cha tôi đã bị bác sĩ từ chối, có nghĩa là không thể chữa trị được, bảo nên đem về trong vòng ít ngày nữa, bác sĩ cam đoan không quá một tuần. Thì khi mà mang về đó, tôi biết rằng chứng bệnh của cha tôi không thể sống nổi nữa. Nhưng mà cái người mà bị ung thư gan á, thì khi mà ở bệnh viện đâu có được ăn bánh mì, có phải không? Chúng ta nuôi bệnh á, những cái người khi liên hệ đến gan là không được ăn bánh mì. Nhưng mà cha tôi là một người rất yêu thích ăn bánh mì, tức là thầy tôi. Thì khi hôm đó về, tôi biết rằng cả tuần nằm bệnh viện không ăn cái gì rồi, và cũng không thích ăn cái gì khác. Nhưng mà hôm đó về, cha tôi cảm thấy là đòi ăn bánh mì. Nếu cha tôi không phải là người bị bệnh coi như là bên bờ sanh tử như vậy, có nghĩa là vài hôm nữa là sẽ chết đi, thì dứt khoát tôi sẽ can ngăn ổ bánh mì này. Tôi sẽ nói rằng thầy không nên ăn vì bệnh như thế như thế. Nhưng tôi biết rằng ăn hay không, cha tôi vẫn từ bỏ cõi đời trong một vài ngày tới. Do đó tôi không thể cản, nhưng mà tôi nhìn cha ăn từng miếng bánh mì, thật ra trong lòng rất chua xót. Ăn những cái miếng đó rất là ngon lành, và tôi biết rằng cái miếng ăn này chắc là chưa kết thúc ổ bánh mì. Tôi biết có vấn đề xảy ra nhưng tôi không dám nói. Nhưng không ngoài dự tưởng, chưa được nửa ổ bánh mì bắt đầu đau quặn lên. Mỗi một cơn đau như vậy 2 đến 3 tiếng đồng hồ.
nằm rên la xuyên suốt bởi vì ung thư mà. Thành ra các vị biết rằng thấy lúc mà nhai từng ổ bánh mì, tôi nói thật sự trong lòng tôi muốn tan nát hết. Rất là chua xót, mình biết rằng cái này là sở thích nhưng mà cái này là bệnh. Và thật sự bây giờ ăn hay không, cha mình cũng phải trở thành người thiên cô. Chính vì vậy cho nên đó, tôi ngồi đành lòng để nhìn cha ăn và chưa dứt ổ bánh mì thì cái điều đó xảy ra, để bỏ nửa ổ còn lại. Các vị thấy, nếu các vị là người thân, các vị sẽ cảm giác điều này. Và cái cuối cùng nữa mà tôi không bao giờ quên được, đó là những giây phút cuối cùng trước khi lâm chung. Cho nên chút đó mình mới biết rằng khát vọng sống của con người là cái gì. Sự sống của con người thấy vậy, cho dù tổ nói, Phật nói đời là vô thường, sanh tử cuộc sống tạm thời như thế như thế, nhưng rồi đến bờ sanh tử chúng ta mới thấy rằng trân trọng và tiếc nuối và cái sự khát khao để tồn tại, để có mặt trên cuộc đời lớn lắm, không đơn giản đâu. Thành ra những lúc đó, những hơi thở cuối cùng còn sót lại, các vị biết rằng hớp từng hơi như vậy, tôi nói thật sự tôi chỉ biết quay mặt vào tường và tôi khóc. Xưa nay tôi ít khi nào tôi khóc, bậy thế lắm. Nhưng mà ngày hôm đó tôi không còn chấp nhận được, không chịu đựng được một thực tế như vậy, cho nên quay vào tường khóc. Và khi quay ra tôi thấy là từng hơi thở, tức là muốn từng hơi thở như vậy, cho dù là bây giờ bình oxy để kế bên nhưng không bao giờ thở được. Những ánh mắt trông chờ một cách vô vọng, mình nhìn một người sắp chết, mình thấy nó có một cái gì khó nói. Mà nếu người đó là người thân của chúng ta thì lại còn đặc biệt hơn nữa. Vì vậy cho nên các vị thấy, hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị một chút những cái điều như thế. Nhớ về cha, cho dù người thân của các vị là người thiên cổ hay là cha của các vị còn sống, thì đó là may mắn của các vị để các vị làm một điều gì đó cuối cùng trong cuộc đời. Nhưng nếu là cha là người thiên cổ thì chúng ta vẫn làm được một gì đó để biểu hiện rằng trái tim của chúng ta là một người con có hiếu, hướng đến đấng sanh thành. Cho nên xin thưa các vị, chúng ta còn cha, chúng ta còn mẹ, đôi khi chúng ta hạnh phúc lắm mà chúng ta không có biết. Đôi khi chúng ta sống giữa sự hạnh phúc này, giữa sự bảo bọc của hai đấng sanh thành tuyệt vời như vậy mà chúng ta không có biết. Người ta từng nói rằng con có cha gì hả? Ừ, con có cha như nhà có nóc. Người con không cha là sao? Như nồng nọc đứt đuôi, thấy không? Tức là cái này con nồng nọc nó lội được, nó đi được là nhờ cái đuôi. Con nồng nọc là mấy con ếch, con nhái rồi nó mới đẻ là nó bơi bơi trong nước á, nó nhờ con khúc đuôi vậy nè nó lội được. Mà người ta biểu hiện là con á có cha như nhà có nóc, nhà không nóc còn sao ở, thấy không? Mà con không cha như nồng nọc đứt đuôi, có nghĩa là con nồng nọc mà đứt đuôi nó chết chứ sống gì nói. Đó. Thành ra ở đây các vị thấy cái câu người ta dí dỏm như vậy. Nhưng mà có những người con còn cha còn mẹ, chúng ta đâu cảm nhận được điều đó. Có những khi chúng ta thấy cái đó nó còn chướng mắt, nó còn ràng buộc, nó còn làm cho chúng ta mất tự do nữa. Và đôi khi á, chúng ta bị tù túng trong cái tứ xử của mình. Đó. Cho nên có những khi chúng ta trở nên những quan trái đối với cha với mẹ mình một cách rất là vô tình, mà do chúng ta quá bồng bột. Xin thưa các vị, tôi cho các vị ví dụ điều này các vị sẽ thấy hiểu. Tất cả chúng ta ở đây ai cũng là người còn thấy đường hết, đúng không? Ở đây có ai không thấy đường không, đưa tay lên. Tức là những ai mà có bị bệnh tật bẩm sinh hay là bị một cái bệnh tật gì về mắt không thấy đường. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta hiện có mặt ở trong hội trường này, tôi rất là chúc mừng các vị, tất cả chúng ta đều có đôi mắt sáng. Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi được đến đây đến kia và hàng ngày chúng ta suy nghĩ về cái đôi mắt mình không? Hả? Khi chúng ta còn đôi mắt này, chúng ta thấy tất cả, thấy đây là hoa, thấy đây là người thân, thấy đây là áo lam, thấy đây là hoa màu đỏ, thấy đây là Đức Phật, thấy tất cả mọi thứ, thậm chí thấy đây là người yêu thương của mình, thấy đây là con của mình, thấy đây là chồng, là vợ của mình. Tất cả những điều đó chúng ta nhờ cái gì? Hả? Nhờ đôi mắt. Mà có bao giờ chúng ta quan tâm đến, chúng ta cảm ơn đôi mắt rằng chính nhờ đôi mắt mà chúng ta thấy không? Nhưng mà chúng ta tiếc nuối và rất là khó chịu, và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cảm thấy giá trị của đôi mắt mình khi nào? Khi các vị không thấy đường, chúng ta mới biết rằng đôi mắt này nó quan trọng thế nào. Và lúc đó chúng ta ước gì tôi còn được nửa con mắt thôi, có phải không?
Những lúc mình không còn thấy đường do một lý do gì đó, bệnh tật hay là cái gì đó, hay là các vị hỏi những người mù, này em, này anh hay là này cô chú gì đó, hỏi những người mù đó, các vị cảm thấy là quý nhất trên cuộc đời là cái gì, họ sẽ trả lời cho các vị nghe. Nhưng mà chúng ta có đôi mắt ở đây chứ chúng ta sẽ cảm thấy sao? Xem thường. Đâu thấy nó quan trọng đâu, hàng ngày đi hoài đâu để ý gì tới nó đâu, cũng đâu cần bảo vệ nó với lý do gì. Nhưng mà không còn thấy đường chúng ta mới thấy như vậy. Chúng ta còn đôi bàn tay này, chúng ta còn biết chăm sóc vệ sinh cho mình, thậm chí dùng đôi bàn tay này để chăm sóc cho người khác và phụng sự tha nhân nữa kìa. Nhưng mà chúng ta thấy đôi bàn tay có quan trọng không? Không. Khi chúng ta làm được tất cả mọi việc, chúng ta không thấy bàn tay mình quan trọng. Nhưng mà một khi với lý do gì chúng ta bị liệt đôi tay, hay chúng ta tàn phế về đôi tay, thì lúc đó chúng ta thậm chí mặc một cái áo cho mình mặc cũng không được, múc một miếng cơm để đút cho miệng mình ăn, thậm chí chúng ta ngứa ở trên gương mặt mà chúng ta không biết phải làm gì, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng đôi bàn tay nó có giá trị với cuộc đời chúng ta như thế nào. Và các vị thông thường thấy được giá trị của cha, thấy được giá trị của mẹ là khi những người đó đã qua đời. Đừng để những điều này xảy ra. Tôi nghĩ nếu chúng ta để điều này xảy ra thì tiếc lắm. Chúng ta rất là diễm phúc trên cuộc đời, trời ban, thượng đế ban hay cuộc đời gì đó đã ban tặng cho chúng ta những cái người cha vĩ đại như vậy. Chúng ta đừng đặt một vài thành phần cá biệt nào đó vào trong cái ý nghĩa thiêng liêng về tình cha như thế này. Đừng đặt như vậy, nó sẽ làm mất đi một ý nghĩa cao quý. Cái đó chúng ta hãy loại ngoài ra vòng của tình nghĩa thiêng liêng đi. Một vài cái cá biệt không thể chúng ta quyết định cho đại thể được.